Hai chào anh em bảo chị ở lượng mình à, tàu lũ anh chị tám giúp các trẻ bạn à, trong video ngày hôm nay giờ máy chủ thì là 21 giờ 44 các bạn ạ, còn bên giờ Việt Nam các bạn vừa xem đây mình có 8 giờ 44 phút thôi, tức là chúng ta đã bị nhanh à, gọi là nhanh hơn một tiếng so với bình thường. Rồi mình vào mình đánh chế độ đánh mỏ trước các bạn nhé, không biết tay nào vừa chiếm mất một mỏ mình rồi, không biết bạn kiếm lúc nào xem nào, hy vọng là vừa lấy từ 11 giờ 15 phút, phí thế là từ đêm qua 11 giờ, ừ chắc là từ đêm qua cay vãi. Họ chiếm sớm như thế mình không xông bào được. Ok, ông hot girl ở trong lão hội ăn nhậu. Nói chung là có quen biết thì mình sẽ không đánh. Còn không quen biết thì đánh thôi. Kim cương mà các bạn. Tiền cả. Đấy. Trong này ở đây có máy quá có mỏ đỡ đỡ phải cướp lại. Trong ở ngoài đời tiền nong nó quan trọng như nào thì trong này kim cương nó cũng quan trọng gần gần như thế các bạn nhé. Khó phết đấy, đùa đâu. Cả là cái đội sáng thế rùa này của mình yếu á. Cả bốn con ở đây có mỗi tung là thủ được. Thần bài thì mình gỡ đồ mất rồi, chúng ta thần bài có đường 5 bão tố ấy các bạn. Đấy, thì không tệ đâu. Thủ mỏ tốt ấy. Nhưng mà mình không không lắp được hồn 5 bão tố cho nó thì nó yếu á. Nhưng mà nó chỉ là đội hình 3 thôi, đúng không? Không có nhiều tương lụy. Hai đội hình cứng là được rồi, còn đội hình 3 thì chấp nhận hên xui. Ngon này các bạn này. 2 triệu 6 là một chỉ số rất là thấp đấy. Mình nhảy sang thế rùa xem được không nhá. Không được. Đối phương chắc là có cây su S-Max, ca phải S-Max này. Tung đâu rồi. Đây cũng là sáng thế rùa các bạn này. Mình sẽ dùng cái team này nhá. E-stick chắc chắn là sẽ chết sớm, kệ. Ok. 2457, đối phương hơn Huy mình một tí, được luôn, không vấn đề gì cả. Mizuchi tam hệ thì mình nhảy dành. Tí nữa mình có thể lắp được 5 bão tố cho Mizuchi. Cũng có thể trở về nguồn sát thương chính luôn được. Rồi, đốt máu dã man. Mình sẽ hồi đầy bình cho tung thôi nhưng mà đấy, phát sau đốt máu nữa là lần nữa là chết. Rồi, nhưng con cá phẩy này một con cá phẩy yếu. Chết luôn à? À bây giờ biến hình thế. Ok, cái su không rõ S mắc chưa, nhưng mà để hàng trước thì yếu quá nha, đánh tía chết rồi. Sai kia S mắc tung chưa bật được à, chưa tung được tuyệt kỹ chung cũng dễ bị giết rồi, nguy hiểm quá. Thế S mắc này giết ai đi này, hoàn thua ơi, phí một lượt rồi các bạn ạ. À đâu, từ từ từ, ca phẩy đối phương họ họ hệ họ họ không còn sức mạnh nữa rồi, vẫn có cơ hội đấy, mạnh quá nhỉ. Choáng được thì ngon đấy, choáng được là vẫn thắng đấy, mất oan được chắc chắn là sẽ giết được Robert. Bây giờ giết được choáng, thế không choáng này nguy hiểm lắm, bay màu còn một mạng nữa, không làm gì đốt phát chết luôn đấy, phí một lần nhỉ, coi như mất 54 kim cương cay vãi.
Athena phải chui dưới rồi, Athena lên trên này chết thằng cọc. Mình sẽ mang ra cái hồn được năm bão tố ấy. Thật ra quả đấy tung bị đấm ác nha, cà phê đấy là còn chưa có bão tố ấy các bạn nhá, chưa có hồn được năm bão tố quậy vãi. Sao nào, đà kỹ vệ mình thiếu một con kỹ à, cho sử mê ly. Nhưng này mình lại không hơn Huy ngay từ lượt 1. Hồn lực năm bão tố cho Mizuchi. Như nào cho hay nhỉ? Mất Athena phí quá. Như giờ hơi. Nhà mình sẽ hơn Huy. Lực chiến cũng tương đối ổn, mình sẽ lắp hồn lực năm bão tố cho thần bài các bạn nhé. Hy vọng là nó sẽ gọi là hoạt động. Kim cương cả đấy, các bạn đừng có coi thường. Nhìn chung thì thần bài vẫn là một con đam tốt nếu như đủ đồ. Ok. Cú lai mình sẽ lắp hồn lực năm bảo vệ đi. Rồi, tội gì đúng không? E-stick mình sẽ lắp hồn lực năm ám đi. Đánh xong 20h59 rồi mà. Tí nữa thì chúng ta sẽ bàn về 20h59 sau nhé. Ngày hôm nay một ngày 20h59 mình đánh tốt. Đây. Mình chắc phải nâng đẳng lại con này lên thôi. Đẳng của nó thấp quá. Đấy. Với một cái bộ hồn lực lâm thì gọi là rất là nhiều vì biến rất là nhiều, mình có rất là nhiều bài vở có thể thực hiện được. Ok rồi, hoạt động tốt rồi nhá. Oánh trước làm cha Kula và Oswald trong chiều này. Rồi, phát nữa là chém chết được. Chém chết được cái su này. Rồi, đánh chết hết luôn đi. Hơn uy khác nó rõ hơi dịp luôn. Ok, mình cao phải xem cân được không. Có ám đấy. Rồi, lửa. Quả trước mình mất cũng mất quả tung hơi vô duyên luôn. Đấy, thằng Saiki nó đập vào rất là vô duyên. Cái này thừa luôn. Ok. Đồ vào trước lắp không chuẩn nha. Biến hình luôn. Sau khi biến hình xong thì nó gọi là châu vật luôn các bạn ạ. Nhưng chỉ là một lượt thôi, gần như bất tử trong một lượt. Sau ấy thì nó sẽ yếu đi. Ok, máu tung kinh quá. Đấy, sau đấy thì máu lại mất bình thường. Không bật hồn là bão tố à. Ngoài ra thì ca phẩy được tăng 60% tỷ lệ miễn khống. Nên các bạn sẽ thấy rằng ca phẩy nó gần như là không bị choáng nữa đâu. Cái tỷ lệ nó dính hiệu ứng thấp lắm. Ca phẩy mà một trong những con không sợ băng đâu. Với điều kiện là hơn Huy các bạn nhé. Thua Huy thì vớ vẩn không được chơi. Rồi, hy vọng lượt sau cái nhà thần bài bật hồn nó bão tố nó vỡ mồm ấy. Rồi, thắng rồi. Lượt sau đối phương không được chơi. Ăn độc chiêu của thần bài chết rồi. Rồi. Không có đồ nhà yếu quá. Thế còn tinh tú mình còn chưa lắp cho này. Nhưng thôi đủ rồi thôi.
gỗ này kia tốn nhiều thời gian quá, lút thôi. Mình đủ 3 mỏ rồi. Chưa nhận được cái búp gọi là tăng thêm sản lượng cướp bóc này. Nhận được cái búp đấy thì tốt hơn rất là nhiều. Đấy rồi. Ok, giờ cướp mới thật sự là hiệu quả này. Mình còn cướp được ít thêm 2 mỏ nữa. Hai mỏ kim cương này, đây rồi. Thơm lắm. Thay vì 54 mình sẽ nhận được thành 81 kim cương các bạn. Thêm được gần 30 kim cương, tội gì. Rồi, 2,9 triệu. Bạn thì sẽ dùng Mizuchi và ca phẩy đu lon. Chơi 8 hệ thôi các bạn. Như thế mình lại có kỹ đúng không? Bỏ cái này đi, này món kỹ đều. Đu lon bây giờ thủ tốt rồi các bạn. Mình sẽ cho nó cái đun bảo vệ là được. Kensu trốn hàng sau à? Ừ, trốn hàng sau đi. Cho một con lửa kỹ hàng trước. Hơi toang nhỏ, con nào kỹ hai mạng đi. Hơi nguy hiểm đấy. Này, chưa chắc là thắng được họ. Thằng Tung kia cũng nhây lắm nhưng mà không phải vừa đâu. Mukai thì nhỉ, đây này, cho Mukai. Viện trợ ngon dùng mất rồi, nhà không biết có hợp lý không. Tung mình dùng hết mất hai lần rồi. Lần sau này mình còn toàn gọi là team siêu nữ, mình được một lần team siêu nữ nữa. Đấy, mình muốn muốn như thế, 2,8 triệu. Mukai bay màu. Không biết là thằng Kensu có được hồi nội hay không nữa. Vân vân thế nhỉ. Để như thế này cho Orochi hồi nội các bạn nhá. Rồi. Ok. Mình còn phục thù, khéo còn phục thù được hai lần nữa cơ mà. Các bạn lưu ý cái mỗi lần là 81 kim cương đấy chứ không phải ít đâu. Đừng chớ mà coi thường. Mewchi cho làm sát thương nhá. Đây rồi. Còn Dulon thì mình sẽ cho cái bảo vệ nhá. Hằng trước mình còn ám là cho Mukai ám nhá. Bạn thì tùy biến ghê không? Trời ơi, nhưng mà Mukai lại chưa đủ đồ, à, chưa đủ hồn lực. Chưa đủ cấp hồn lực, con này phải lên đến đẳng cam cộng 1 thì mới cho nâng hồn lực. Mình sẽ lấy Maki vậy. Maki, đây, được. Ngày xưa con này mình chơi rồi mà. Đấy, cũng có hai mạng luôn. Chịu được hai lần. Thế thôi, cuộc đời cần gì nhiều lắm đâu. Rồi. À đây của lão Ozin à. Thế thì đánh cái dê đúng không? Tưởng của ông Lao còn đấm nhé. Lão Ozin thì đấm làm cái gì? Đấm qua đấm lại cho tốn lượt. Quên tưởng của ông Lao. Nhìn này. Giờ nhìn kỹ hóa ra của lão Ozin. 3 phút nữa. Mình đang tốn kim cương để roll. Nhưng mà thôi nhỉ, hết lượt 10, hết cái mốc 10 kim cương này mà không ra thì thôi nhá. Thôi. Chưa chắc đã ra được. Vào đây phục thù ăn chặt. Rồi, đúng mỗi mỏ. Hai mỏ của bạn có còn lại của hắn cũng ghê phết đấy, đây 2,6 triệu rồi. Bây giờ mình cướp của hắn lại cướp lại của mình cũng mệt phết đấy. Nhưng mà thôi kệ, phải cướp thôi. Mình vừa nói là mình sẽ dùng Dulon và một con nữa, nhưng gặp yêu thiên cầu này mà cái gì các bạn này, nó đánh cho mình, tự mình đánh mình thôi. 2,7 triệu chiến là không có Athena là hơi toang. Athena không không có Athena chưa chắc đã thắng được, hy vọng vẫn thắng nhá. Nào, thua thì tiếc lắm đấy. Đây mình cho hai viện trợ hồi máu. À, nút bỏ qua các bạn nhé. Mình còn có một tí tí thời gian này. Rồi, ok. Cái su của bạn của mình trông thì thôi các bạn. Sát thương hơi bị to luôn này. Nào, chào Boreal. Ngày hôm qua đánh mình đúng 29 để không cho mình cướp lại. Ok, 3,2 triệu. Chắc chắn là dễ đánh hơn 4,1 triệu rồi. Nhát quá nhỉ.
2,8 triệu nếu ăn được không. Họ con Major, mình có đu lon là khắc tinh ở Major. Thôi nha, còn mỗi ông này nên là mình cũng chả tiếc này. Chứ thật ra Athena không hồn lực như này đánh chấp nhiều ạ. Nhưng thôi, vì mình chắc chắn là mình thắng. Meta của mình nó chuẩn hơn quá nhiều. Ok, như vậy hôm nay mình đã cướp được 3 mỏ, 3 mỏ hay 4 mỏ, 3 mỏ. Gặp lão Ozil ấy không cướp. Nè, cướp lốt của ông này nhá. William ấy. Nhanh không, không kịp. 59.47. Ok. 1 triệu 7 à? Nhào thế này, chưa chắc là thắng. Ấn vội quá nha. Này, chưa chắc là thắng, tốn lượt. Biết ngay này thôi cũng chả không quan trọng lắm. Rồi, bày lại vai trò các bạn nhá, trong mỏ mỏ ngày hôm nay của mình khá là thơm đấy. Rồi mình được đây, một phát 50 à 54 và hai phát 81. Tổng lại thì lãi được khoảng 200 yêu cương trong chế độ mỏ. Quả ngon không? Đi cướp rồi nhá. Còn chưa kể là còn cái phần gọi là kim cương cố định. Đấy, nhờ vào hai mỏ, chắc là 351 kim cương à? Không, ngày 19 cơ. 19 ở dưới này cơ. Ngày 18 này nhiều nhất này, 459. Ngày hôm nay có bao nhiêu? Đây chỗ này là cướp. 17 là 351. Đây đang hỏi chấm. À 10 phút nữa nó mới gửi về các bạn ạ. Ok. Thôi, quan trọng là tính tổng lại nó được khoảng độ 2.000 kim cương là được. Nhưng mọi tháng mình giữ hai mỏ nó chỉ được khoảng độ 1.400, 1.500 đấy. May mà lên được 2.000 thì thơm. Tuần này lên được 2.000 thì thơm. À, mình lại có cho quay trở lại nhá. Đổi hồn lực 5 thì nó nhanh hơn là đổi run. Đổi run nó lâu, thành ra cũng ngại hơn. Đây là bộ hồn lực 5 mình thiết kế cảm thấy rất ưng ý. Mình đã test rất nhiều biến đổi như này là mình thấy hợp lý nhất. Chơi hồn lực 5 này phê không các bạn ạ? Biến đổi nhiều chiến thuật lắm. Ở đây còn hai cái bộ nữa cũng rất là hay mà mình không có điều kiện dùng. Đó là bộ vua cốt và bộ lick. Đấy, đây là hai bộ mình thấy rất hay luôn. Đấy, nên là sau này mà nó bán rẻ, ví dụ 5.000, 7.000 một cái, chắc là mình sẽ mua hết đấy. Mình nâng lên biến đổi tùy biến, test các chiến thuật cho sướng các bạn ạ. Bot thì ai cũng có, nhưng mà cái chiến thuật và nhiều server nó có, đúng không? Đi trước cũng có rồi, nhưng mà full hồn lực 5 ngày một test thì không không nhiều người có đâu các bạn ạ. Test mình rất thích test hồn lực 5. Ok thôi nhá, video nó cũng tương đối dài nên là quay với các anh em tí về chế độ đánh mỏi thôi. Các bạn theo dõi cái clip mình quanh đấu trường đây đúng không các bạn, thơm không? Đấy, đây nhá hàng tí các bạn nhá, ở clip sau nhá. Ok, Folic Claw đánh khá muộn màng rồi, 9 phút trước ông đánh, ông chắc ông nhầm giờ hay sao ấy, đúng không? Chắc ông vẫn nhầm, ông quên giờ, chắc ông vẫn tưởng lịch giờ cũ. Rồi nhá, hẹn các bạn trong các clip đằng sau.